Hello, chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì từ sáng đến giờ mình không có làm video cho anh em được. Cơ bản thì chiếc điện thoại của mình Xiaomi Black Shark 2 thì sáng ra nó bị vỡ màn hình anh em ơi. Và nó hư hiển thị màn hình. Tức là điện thoại trông kiểu nó lổ loa anh em ơi. Nó vỡ mà. Cơ bản thì mình cũng hơi sơ ý. Sáng ra thì mới ngủ dậy xong kiểu ngáo ngáo, thế là lấy điện thoại chơi game thế nào ấy, lại để nó rơi mất anh em. Thôi xong, thế là toang luôn anh em ơi. Làm quả thay màn hình mất luôn 4 triệu. Thề luôn, kiểu đợt này mình khó khăn vãi luôn. Nhưng mà không hiểu sao sơ ý quá anh em. Điện thoại thì Black Shark 2 thì mình chơi game nên là mình không hề dán cường lực, tức là để cảm ứng cho nó mượt đâu mọi người. Mình chơi game, mình làm video, cũng như là mình livestream cho anh em xem mà. Và thế là mình lại phải vay tiền. Mình thay cả màn hình để lấy cái điện thoại chơi game đây. Và đây, anh em có thể thấy. Vâng, thì sau khi mà thay cái màn hình xong ấy thì mình chơi game, mình thấy rằng là cảm ứng nó vẫn ok, không vấn đề gì. Nhưng mà giá thật sự là hơi chát anh em. 4 triệu. Uầy, Black Shark 2 của tôi cũ bây giờ người ta bán tầm khoảng 7 triệu. Thế mà anh em nghĩ xem thay quả màn hình 4 triệu có chát hay không? Thế thôi, thề luôn, sáng mình khóc luôn anh em. Đang kiểu trong giai đoạn khó khăn thế này, làm YouTube vì đam mê thôi mà anh em. Thôi, toang luôn. Mất 4 triệu. Ui, mình sơ ý vãi. Vậy nên là sau khi mà thay màn hình xong thì mình cũng đã dán luôn một cái cường lực cho Black Shark 2 rồi anh em. Và chắc là sẽ dùng nó cẩn thận hơn. Chứ còn là nhưng mà không phải. Tại vì bình thường ấy là buổi sáng mình hay có thói quen là để điện thoại ngay đầu giường. Vậy nên là mình vơ cái điện thoại đấy, vơ thế nào để nó rơi, tức là úp cái điện thoại xuống sàn nhà, hư luôn màn hình. Ui, mà tiền nong chẳng có, thay điện thoại giá chát dã man luôn. Nhiều anh em lại bảo là sao anh không mua điện thoại mới đi đúng không, có tiền đâu mà mua các ông. Tôi đang nợ tiền tôi thay màn hình điện thoại đây. Thế luôn mình ẩu vãi. Nhưng mà không sao, hiện tại thì đã có điện thoại để mà chơi game, cũng như là livestream và làm video cho anh em xem rồi nha. Hello anh em, và nếu như mà các bạn yêu quý Kẹo thì các bạn đừng quên nhấn nút like cũng như là mọi người chia sẻ video giúp mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Ok, bây giờ thì quẩy thôi. Vâng anh em, hiện tại thì mình đang sở hữu combo súng đó là Scar với lại MP40 nha mọi người. Đợt trước thì mình khá là thích chơi Scar, cho đến khi anh em bảo là anh chơi Scar nhiều quá, đổi súng khác đi. Thế nên là hiện tại thì mình chuyên AK hơn, và mình bắn AK nó đẳng cấp hơn. Ui, vãi hàng trên trời của người kia, bình tĩnh thôi làm gì mà căng. Nói chung là làm gì cũng phải từ từ mọi người ơi, không được vội nhá. Ở ngay trên kia đúng không? Nào, xem là có vỡ đâu không nhá. Rồi nha anh em ơi, đây Kẹo chuẩn bị bom keo rất là nhiều rồi đây. Ok. Ui, làm sao? Tưởng chơi anh mà dễ à? Đây, qua đây. Ui, vãi, tí vỡ đầu luôn. Sợ thật. Anh em ơi, gặp đúng dân chơi luôn rồi nè. Có giỏi thì xuống đây em. Ui, vãi. Đứng lên ngồi xuống để sửa bom keo cả. Anh lại ngại chú quá cơ, xuống đây. Nào, uầy, chạy đâu hả? Trời ơi, lên bản đếm số luôn. Thanh niên, bạn thấy đã đủ xui xẻo chưa? Các bạn ơi, thằng này nó không cày mìn. Vậy thì bây giờ lên trên và loot xác nó thôi nhở. Ây, băng đạn đi vào 3 luôn. Uầy, ngon phết luôn. Anh em ơi, anh em thấy không? Bây giờ mình thiếu cái đồng súng 3 với lại thêm một tay súng 3 nữa, phải gọi là cực kỳ bá đạo luôn anh em. Hay còn gọi là thiên hạ vô địch nhờ, các bạn công nhận thế không? Ui, mà từ nãy đến giờ thì mình mới chỉ có 2 kill thôi cả. Vẫn còn tận 21 người chơi cho mình kill luôn nha. Lượn lờ nào, xem xuống đây kiếm người thôi. Hello hello, ở đây có ai không vợ ơi? Riêng hiện tại thì ở đây Kẹo cũng chưa có thấy ai luôn này. Vắng thế ai chơi. Vậy anh em chờ Kẹo tí nhá. Ok. Các bạn thì tranh thủ lượn lờ lung tung anh em. Nói chung là thích lượn cái gì thì lượn thôi.
đơn giản thì ba lô nó cũng sắp full rồi mà. Nên là mình cố mình lượm nốt. Ui, mà chả nhẽ là ở đây thì không còn ai nữa cả hả? Đừng nói với tôi là các ông lại trốn hết rồi nha. Thế thì đúng là vãi lúa anh em. Nào, còn ai không? Qua đây solo. Nào, anh em ơi, không có ai đây cả, buồn không? Anh em chỉ kẹo xử nhá. Lên nào. 19 người chết nữa hả? Ok. Lên trên này kiếm người thôi. À đủ. Tôi xem là hôm nay thì các ông trốn ở đâu được nhá. Mình sẽ cố gắng kiếm thật nhiều kill trong trận đấu này. Oh man, không có. Anh em ơi, lên phía trên này thôi. Và đây mình đang chạy lên phía trên thung lũng rồi. Uầy, vẫn không có luôn. Được rồi mọi người. Tầm này thì anh em đã ăn cơm chưa nhỉ? Nói chung thì mình chưa ăn cơm đâu. Đơn giản thì phải làm xong video cho anh em này. Xong là bắt đầu là nấu ăn thì mới ăn cơm nha mọi người. Bữa nay thì nói chung là mình tự nấu ăn rồi. Không ăn cơm hàng quán nữa. Thế nên là cũng hơi mất thời gian xíu. Nhưng mà đảm bảo là đồ ăn tươi ngon. Và ui, hôm nào cũng no bụng. Lý do tại sao mà tôi livestream muộn ở đây, đơn giản là ăn xong no dã man anh em. Vậy nên là mình toàn nghỉ đến 8 giờ, có khi là 8 rưỡi thì mới livestream trên Facebook cho anh em xem. Rồi nha mọi người, bây giờ thì xem nào, lên con xe Montechuk chỗ này coi. Kiếm xe đi săn mạng cho nó dễ. Và mình cảm giác là khi mà anh em có xe thì kiếm người nó có vẻ là dễ hơn. Đơn giản là khi mà các bạn lái xe thì các bạn sẽ chạy được nhiều hơn đấy. Đấy, chạy nhiều hơn thì cơ hội gặp kẻ địch nó nhiều hơn. Chứ còn là đi bộ nhiều khi là mút mùa luôn anh em. Kiểu như là anh em chưa chạy qua thì chúng nó đã kêu nhau, chết mất tiêu luôn. Đấy, chán thế nhở. Anh em có công nhận với tôi là thế không? Ok. Không biết là dưới này thì còn ai không nhở? Ê, cứ kệ vậy. Vắng tanh như chùa bà đanh luôn. Đôi khi chơi game nhọc vãi. Các bạn thấy chưa, đôi khi săn người không phải là anh em muốn săn thì sẽ có người đâu, mà là chạy mãi không thể ai mới là vấn đề nhá. À đây. Ui, chạy nổi không em? Ui, cái gì đấy, quần xám hả em? Nào, anh xem chú làm gì nào. Qua đây em, nào, ra đây. Ui, vãi, qua thằng cái này. Ê, dựng một keo luôn. Ghê đấy nhỉ, lên bảng. Ui vãi, ghê vậy. Ủa ơi, phía sau có người luôn, các ông chơi như này chết tôi. Thật luôn anh em, không đùa. Ôi thôi, bỏ mẹ. Mình lái xe ngáo vãi. Mãi mới gỡ được xe ra anh em. Không sao, hình như là ở phía dưới này có người này. Đúng không? Có ai dưới đây không hả? À đây rồi. Tưởng gì? Nó ngay đây thôi anh em. Ờ mẹ, solo với thằng này hơi căng nha, nào. À, liệu choán đi. Ui, các bạn chưa kẹo xỉu nhá, đây, qua đây, qua đây. Nào, đâu? Chạy đâu hả? À, không biết nó chạy đâu luôn anh em. Hình như là, à đây, 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 đây. Đợi mãi. Thì ra chú ở ngay phía này. Nào, solo. Đứng lại đi em, nào, solo nào. Có mà dám. Thề luôn thằng này không tuổi đứng lại. Này. Ờ vãi luôn anh em ơi, phía sau có người. Chạy lẹ luôn, không mình cũng lên bảng điểm số bây giờ. Ui, không ngờ luôn. Phía sau mình có người. Thôi, công chơi như này chết tôi không. Ui, mày đùa thật đấy à? Vỡ đầu, và thằng bé lên bảng điểm số. Mấy thằng rơm rơm này tuổi gì với mình đúng không anh em? Ok, 4 kill. Vất vả cực kỳ luôn. Mãi mới được 4 kill. Anh em thấy khổ chưa ạ? Nào, có ai trên không thì mình không thấy. Thôi kệ đi, lên xe. Vào đây anh em ơi, tiếp tục cuộc hành trình săn mạng nào. Ui, đấy, nó mãi xa cơ. Bắn xa phết nhở. Ok, anh chạy qua đây. Đợi chú nãy giờ. Thật ra thì gặp toàn mình được cắn trộm, nên là chơi game hơi khổ. Chứ còn là chú nó mà ra solo thẳng thì chắc gì đã ăn được mình. À đây, đây, đây. Đấy, căn nhà Doraemon đây. Nào, solo em. Nào, solo em. À, mày lên từng à? Úi dồi ôi, lên từng phải không? Bây giờ nhá. Ui, pha câu liệu chán với câu hình ngáo anh em. Anh em ơi, câu ngáo thế này thì hỏng hết bánh kẹo rồi. Thật kia. Ở trên hả em, xuống đây. Nào, con giỏi xuống đây solo.
vãi cả hàng, không biết là nó có xuống không nhở? À đây đây đây, đây, ngay trên thôi. Ui, em ơi, coi chừng vỡ đầu nhá. Nào, ui, ngu người, chẳng hiểu sao thằng mẹ ngáo vãi. Ồ, thế này thì bạn còn ngáo hơn cả mình rồi nhá. Ui, được rồi anh em, còn lại có 9 thanh niên thôi và tranh thủ lút đồ ngon nào, thiếu mỗi quả nòng súng 3. Có thêm nòng súng 3 đấy thì ngon. Ok ok, come back và quay trở lại con xe Monster Truck của mình đây. Hello hello, ở đây có ai không vậy? À đủ, có đứa gọi drone thính ở đây mà người lại không thấy. Có vẻ như là thằng này thích chơi kiểu trò thám hiểm hả anh em? Đấy, có phải là ông thích chơi kiểu gái bẫy không? Thôi thì cứ lận lờ trên này đã, kệ nó. 5 người chơi nữa. Ấy, thế này ván này lại có hy vọng top 1 rồi. Kiểu này là kiểu sắp top 1 rồi anh em, tin tôi đi. Nhở, top 1 chứ. Hello hello, có ai không? Hello hello, xí kẹo nè. Ơ, đâu thấy ai đâu, không thấy ai luôn. Ui, mấy ông chơi như này thâm thật, không thấy ai luôn. Rồi nha, 5 đứa còn lại. Bây giờ là anh có xe rồi nha, nên là các chú chạy cẩn thận vào. Thôi, mình nghĩ là cho nó trốn cả rồi anh em ơi. Đứa thủ nhà, đứa thủ gốc cây đây mà lạ gì, đúng không nào? Ui, lên bảng, khủng long à? Đáng thương thế, khủng long cầu vồng luôn cả. Anh sợ quá. Ui, ngon. Ui, thằng này super lựu đạn à? Gặp đúng dân chơi rồi đấy. Không có ai đâu, thoải mái lên xe thôi. Ơ, tầm này thì bo đang thu lại rồi nha mọi người. Mình thấy là bo đang rất là nhỏ luôn. Này, trời ơi, lên bảng 7Q ngọt sớt luôn. Không biết là chú canh ai đúng không? Canh ai thì anh cũng cho lên bảng. Ui vãi. Ở trên có người, ở trên có người công ơi. Ngay chỗ kia thôi. Đấy, đang chạy này. Ui, cái gì vậy? Phía sau mình có người luôn. Thôi sao anh em ơi. Pha này bị kẹp thịt rồi. Căng như này ai chơi? Vãi này. Yes, ngon. 8Q. Thơm chưa anh em, thấy thơm chưa? Tầm này là còn lại 2 thằng cuối nha. Một thằng ngay phía trên ok. Và hình như là một thằng ngay phía dưới sao ấy. Được rồi, đi thôi. Thôi thì mình cứ chạy xuống dưới trước nhở. Kệ nó. Bắn đi. Bắn mất chảo anh đi này. À đủ. Làm sao? Thôi anh em ơi, mình canh nó thì khả năng ăn nó hơi thấp. Thế nên là qua đây. Đấy, vào đây trước. Ơ, vãi hả? Còn lại mình nó hả? Ui, cái thằng kia đâu rồi? Tầm này là còn mỗi mình nó thôi anh em ơi. Coi chừng cẩn thận xíu lâu kê này. Đâu? Ui đây rồi, vãi cả hàng. Dựng một keo này. Nào, câu lị qua. Ôi thôi anh em ơi, mình chậm một bước rồi. Ngu người. Đáng thế, thằng bé câu lịu nhanh thật. Thôi anh em ơi, tạm biệt anh em tại đây nha. Và hẹn gặp lại anh em sau nhá. Bye bye. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông ủng hộ cho mình nha.